Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng Văn Quyến và Euro 2020. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo. Tôi là Văn Quyến, người kể chuyện. Em chào anh Quyến. Chào em. Hôm nay quay ngày thứ mấy rồi anh? Anh quay ngày thứ 3 em. So với hôm đầu thì thấy nó bớt run hay bớt hồn hơn không? Thì so với hôm đầu ấy, hôm nay là ngày quay thứ 3 thì anh thấy nó cũng ok hơn nhiều. Vâng, thế anh thấy là đi đá bóng ấy, với cả làm talk show ấy, thế nào khó hơn? Anh thấy thì talk show thì nó khó hơn, vì đá bóng thì theo anh thì anh tập từ bé thì nó dễ hơn là làm talk show này. Vâng, mà làm cái gì mãi nó cũng quen mà. Ban nãy anh có nói rằng là tham gia talk show thì nó khó hơn đá bóng rất là nhiều. Thì nhất là với một người mà không phải là một gương mặt thân quen với cả truyền hình hay là truyền thông, thì đâu là lý do mà khiến anh quyết định nhận lời tham gia chương trình? Thật ra khi nhận cái chương trình này ấy, thì tôi cũng suy nghĩ rất là nhiều. Và khi đọc kịch bản ấy, thì tôi cũng có tham khảo qua vợ tôi. Thì vợ cũng có bảo là thôi thì cũng khá lâu rồi chồng không tham gia các chương trình gì cả, thì hôm nay nhìn kịch bản thì của chương trình ấy thì vợ mới bảo là thôi thì chồng thử làm xem nó có hợp với mình không, thì mình cứ thử sức một lần xem như nào, xem mình có làm được với cái vai trò ở trong cái chương trình đấy không. Đấy thì mình khi đấy mình quyết định thì nhận cái chương trình này. Trong những năm qua, nhất là sau giai đoạn anh Quyến giải nghệ cho màu áo Vixen Ninh Bình, thì anh Quyến gần như là không hề xuất hiện và cũng rất ít người có thông tin về cuộc sống hàng ngày của anh Quyến. Thì và anh vừa nói đến cái việc là ngay khi nhận kịch bản thì người đầu tiên anh đưa kịch bản là vợ, mà giống như là một cái người tham mưu, một người cố vấn cho anh. Thì cái cuộc sống của anh sau giải nghệ nó có vẻ như là gắn liền rất nhiều với gia đình, với vợ con. Thì anh có thể chia sẻ trong những năm qua, trong 6 năm qua anh đã làm gì, công việc hàng ngày của anh là gì? Thật ra ấy, thì năm 2013 thì mình cũng giải nghệ ở Vixen Ninh Bình. Thì từ đấy mình về thì năm 2014 thì mình có cưới vợ. Đấy thì cưới vợ xong thì mình không tham gia công tác ở đâu cả. Mình chỉ ở quanh quẩn ở nhà bên cạnh gia đình, vì mình nghĩ ấy, cái thời gian mình đang là đời cầu thủ ấy, mình đi quá nhiều. Với lại từ khi mình cưới vợ về thì mình muốn đưa mẹ về ở gần vợ chồng hơn thì chăm sóc, vì lúc đi đang là cầu thủ ấy thì mình đá bóng thì đi suốt thì không được chăm sóc mẹ nhiều. Khi khoảng thời gian đấy mình muốn được ở gần gia đình hơn, và sau đấy thì mình quyết định là theo nghiệp huấn luyện viên, thì mình có lên xin bác Thanh ấy, tổng giám đốc công ty Sông Lam bây giờ ấy, thì đấy thì bác cũng tạo điều kiện cho mình, thì cho mình vào làm quen, rồi là trước khi đi học bằng C thì cho mình vào làm quen để mình đi học và lấy bằng về, lấy cái chứng chỉ ấy để về công tác. Anh Quyến từng nói rằng là anh không phải là một người hoạt ngôn và cũng không tiếp xúc quá nhiều với cả truyền thông hay là báo chí, nhưng bây giờ anh phải làm một công việc, đấy là công việc không chỉ ở gia đình mà còn là công việc là dạy dỗ các bạn nhỏ ở đội U15 Sông Lam Nghệ An. Và việc huấn luyện viên thì anh sẽ phải nói rất nhiều, và không những chỉ nói, anh còn phải quan tâm đến đời sống, đến miếng ăn giấc ngủ, đến bài vở của học trò. Thì liệu rằng là anh nghĩ rằng công việc này có phù hợp với anh không? Thật sự ấy thì mình đi quay chương trình ấy thì nó cũng khó khăn hơn, vì đứng trước ống kính với là này kia thì mình nó chưa quen. Đấy, thật sự là nó rất, để mà nói một cách nói với vận động viên ấy, với các học trò của mình ấy thì nó khác. Thì mình là thầy thì có thể mình chỉ bảo cho vận động viên trên sân, thì là ví dụ như những quả bóng này sai thì mình có thể thực hành, là vì mình là cầu thủ đi ra thì mình có thể thực hành được cho các
các vận động viên hiểu. Đấy, còn như đi chương trình như này thì thật sự là mình lần đầu tiên đứng trước camera thì mình không biết là phải nói như thế nào và phải diễn như thế nào để cho khán giả nhìn vào mình là một cách tự nhiên hay là cái gì đấy. Nhưng còn đối với vận động viên thì mình nói là hôm nay em đá sai quả này thì mình có thể làm lại cho vận động viên hiểu thì vận động viên sẽ làm lại được giống như mình. Đấy, như đời cầu thủ ấy, bày bằng thực tế thì vận động viên nó nhìn vào chứ không phải như mình đứng nói thế này. Đấy. Sau 6 năm, và thực ra nếu mà chúng ta nói chính xác là sau 20 năm trong nghiệp theo bóng đá đến bây giờ, thì đây có thể coi là lần đầu tiên anh Quyến xuất hiện rộng rãi với cả công chúng. Thì liệu rằng là anh đã từng là một thần đồng của bóng đá Việt Nam được kỳ vọng rất nhiều, giống như là mang trên vai một cái niềm hy vọng của cả một dân tộc. Thì cái việc là anh đã im lặng quá lâu, anh có khiến cho anh tiếc nuối không? Cũng giống như cái câu chuyện là anh cảm thấy tiếc nuối khi mà cả một đời đá bóng mình đi quá nhiều. Thế nên sau khi giải nghệ anh muốn an cư lập nghiệp, anh muốn ở gần mẹ, ở gần vợ, ở gần con. Thì từ đời đá bóng thì bây giờ thật sự mình là rất là 20 năm. Đấy thì mình cũng đi quá nhiều và 20 năm đấy thì mình đã thật sự cái quãng đời bóng đá 20 năm của mình nó không phải là trơn tru. Nó vấp có những lúc thăng, lúc trầm. Đấy thì mình để bây giờ nhìn nhận lại ấy thì thật sự nó cũng có những vết gợn. Đấy thì mình rất là cảm thấy rất là buồn. Nhưng bây giờ đối với mình có một cái công việc, một cái gia đình. Đấy, một gia đình và mình để có người mình chăm sóc, nào mẹ, vợ, con. Và có một công việc là hàng ngày mình được chơi với cái niềm đam mê của mình là ra sân, chơi với các học sinh và bảo ban cho với các học sinh. Mình có những cái kinh nghiệm gì thì mình bày cho các em ở trên sân, cũng như là trong cái cách sinh hoạt. Ví dụ như thời gian qua, mình lấy là nhân chứng. Thì những cái sinh hoạt hoặc là những cái gì thì mình có bao nhiêu mình bày lại cho những vận động viên trẻ để các vận động viên trẻ không phải vấp ngã. Đấy, để các vận động viên trẻ có ý chí là vươn lên. Trong suốt một giai đoạn dài, anh Quyến đã đi qua rất nhiều câu lạc bộ và ở rất nhiều tỉnh thành phố khác nhau trên Việt Nam. Và cuối cùng khi mà ở cái đoạn sau giải nghệ thì anh lại quyết định gắn bó với cả mảnh đất quê hương, đấy là sông Lam Nghệ An. Và anh chọn cái việc là anh ở để anh đón mẹ anh lên. Và đến bây giờ thì một trong những hình ảnh đầu tiên về Văn Quyến trên truyền thông trong quá khứ, đấy là hình ảnh mà anh đi một cái Paisy màu trắng, cái tóc bổ luống thời ngày xưa, và anh chở mẹ anh đi ra chợ. Cái hình ảnh đấy là, nếu em nhớ, nếu tôi nhớ không nhầm thì nó là một cái hình ảnh mà nó rất là có tính biểu tượng ở cái thời đại đấy. Thì câu chuyện về anh và mẹ anh nó đã diễn ra trong rất nhiều năm như thế nào? Bởi vì chúng ta biết rằng anh Quyến sinh ra không có bố. Thì thật ra từ khi bố mẹ bỏ nhau ấy thì mình mẹ đưa mình về ở với ông bà ngoại. Đấy thì thời gian đấy là mẹ đi làm công nhân. Thì mỗi tháng mẹ mới về thăm một lần. Sau đấy mình lớn lên, mình đi đá bóng thì mỗi tháng mà khi nào mẹ về quê ấy thì mình là hay về quê, hay ăn cơm với ông bà với là mẹ thì thỉnh thoảng đưa mẹ đi chợ. Đấy còn lại nếu như mẹ ở ngoài công trình thì nếu những ngày nghỉ của mình thì mình ra ngoài mẹ, mình thăm mẹ 1-2 ngày gì đấy rồi mình lại về câu lạc bộ. Đấy, cái thời mà mình đang ở đội trẻ ấy. Sau này lên đội 1 thì cũng đi lên đội 1 và lên đội tuyển đi nhiều thì những lúc mình về thì chỉ nghĩ là thì mình lâu không về thăm gia đình thì mình về với mẹ, với ông bà thôi.